Trước thềm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư sáng nay 18 tháng 8, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực Trà Men. Tham dự lễ viếng có bà Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Võ Chí Công, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư. Trước tượng đài Tổ quốc, lãnh đạo ba dân tộc tỉnh đã đọc báo công, trong đó nhấn mạnh trải qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ tỉnh nhà đã góp phần tạo nên những trang sử vàng oanh liệt của đất nước ta nói chung và của tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Tiếp nối hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với quyết tâm chính trị cao, đưa tỉnh nhà, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển. Thời gian qua, tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng đồng bào có dân tộc thiểu số đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc có sự chuyển biến rất mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng vùng dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây mới. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời bày tỏ quyết tâm kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các anh, đoàn kết vượt qua khó khăn gian khổ, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng giàu mạnh. Tại đây, đoàn đại biểu về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số đã kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ những vòng hoa tươi thắm và đến thắp nén hương bên mộ phần của các anh.